Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm Tin Bóng Đá. Trong phần cập nhật tin tức bóng đá tối ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với những tin tức chính sau đây. Văn Hậu nhận tin vui từ quê nhà. Thêm ngôi sao Hoàng Gia Lai muốn nối gót công phượng Tuấn Anh Xuân Trường. Tiền vệ Philippines dành lời khuyên thật lòng cho Văn Hậu. Bóng đá Thái Lan đỏng đảnh, thầy Park vẫn đặt mục tiêu cao. Liệu có đúng là FIFA phạt nặng bóng đá Việt Nam nếu vì Văn Hậu mà phá luật? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Văn Hậu đón nhận tin cực vui từ quê nhà. Tổng giám đốc công ty cổ phần thể thao Hà Nội TNT là ông Võ Lê Trung mới đây đã bày tỏ quan điểm của đội bóng thủ đô về tương lai của Đoàn Văn Hậu. Thưa quý vị và các bạn, như đã nói thì giải vô địch quốc gia Hà Lan 2019-2020 đã chính thức bị hủy bỏ kết quả. Tuy nhiên, Đoàn Văn Hậu vẫn còn cơ hội tiếp tục ở lại Hà Lan. Trong ngày 23 tháng 4 vừa qua, ông Johnny Jansen và giám đốc kỹ thuật Gary Halstar đã có cuộc họp riêng với hậu vệ sinh năm 1999. Thuyền trưởng của câu lạc bộ Hà Lan đánh giá Văn Hậu có tiến bộ rất lớn về mặt chuyên môn. Bản thân Văn Hậu cũng mong muốn được tiếp tục ở lại Hà Lan để nỗ lực cống hiến và cố gắng. Phía câu lạc bộ Hà Nội cũng ủng hộ mong muốn của hậu vệ sinh năm 1999. Tổng giám đốc công ty cổ phần thể thao Hà Nội TNT, ông Võ Lê Trung chia sẻ: "Câu lạc bộ Hà Nội ngay từ đầu đã xác định là tạo điều kiện tối đa cho Hậu được cọ sát tại môi trường bóng đá đỉnh cao như ở châu Âu. Đội bóng không xác định vì mục tiêu kinh tế. Ngược lại, chúng tôi đã phải bỏ tiền ra để cho Hậu được về đá ở SEA Games 30. Việc không có Hậu ảnh hưởng rất nhiều đến chuyên môn và thành tích. Tuy nhiên, câu lạc bộ Hà Nội sẵn sàng hy sinh và muốn Hậu được tiếp tục thi đấu ở Hà Lan. Câu lạc bộ Hà Nội xác định là việc Hậu được ở lại Hà Lan thi đấu không chỉ là tấm gương để cho các cầu thủ trẻ khác tại Việt Nam cố gắng phấn đấu mà còn là niềm vinh dự cho bóng đá nước nhà. Tuy nhiên, câu lạc bộ Hà Nội không thể tự quyết định việc Hậu có ở lại hay không. Vì vậy, rất mong nhận được phản hồi của câu lạc bộ Heerenveen sớm. Rất có thể là câu lạc bộ Heerenveen sẽ gia hạn hợp đồng với Đoàn Văn Hậu thêm một mùa giải nữa và giữ nguyên mức lương là 5,6 tỷ đồng một năm. Trước đó, đội bóng này đã chia tay đến 6 cầu thủ bao gồm Daniel Holz, Wagner Hahn, Sven Botman, Jens Ogaard, Ricardo Vanzin và Alen Halilovic. Tiền vệ Philippines dành lời khuyên thật lòng cho Văn Hậu. Mới đây, tiền vệ của tuyển Philippines là Stephen Stroke đã nhận định là Đoàn Văn Hậu sẽ dễ thành công hơn nếu không phải thi đấu ở một trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Stephen Stroke là cầu thủ Philippines gốc Đức. Anh từng khoác áo các câu lạc bộ nổi tiếng của Đức như TSG 1899 Hoffenheim, Eintracht Frankfurt. Tiền vệ này từng ghi bàn thắng cho Frankfurt vào lưới APOEL Nicosia ở Europa League. Stroke là ngôi sao hàng đầu của tuyển Philippines. Dù năm nay đã 33 tuổi, anh thi đấu ổn định, gây ấn tượng mạnh với những pha xử lý linh hoạt, kỹ thuật cá nhân điêu luyện cùng những quả tạt có độ chuẩn xác cao. Là một cầu thủ từng chơi bóng tại châu Âu, Stroke hiểu rất rõ những khó khăn mà Đoàn Văn Hậu đang gặp phải. Tiền vệ của tuyển Philippines chia sẻ: "Khi Văn Hậu đến Hà Lan, cậu ấy cũng không có mối quan hệ thân thiết nào để làm điểm tựa. Không người quen, huấn luyện viên cũ hoặc đồng đội cũ, những người sẵn sàng nâng đỡ bạn chẳng hạn, sẽ rất khó để hòa nhập. Quãng thời gian tôi còn đá ở Bundesliga, có rất ít cầu thủ châu Á có vị trí tại các câu lạc bộ ở đây. Nếu có thì đó phải là những cái tên thực sự xứng đáng. Ở Bundesliga khi đó tôi là cầu thủ có dòng máu Đông Nam Á duy nhất. Tôi nghĩ là sẽ dễ dàng hơn nếu Văn Hậu thi đấu ở giải vô địch quốc gia thấp hơn, không nhất thiết phải là một trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu." Stephen Stroke đã dành lời khuyên thật lòng đến Đoàn Văn Hậu. Có hay không chuyện FIFA sẽ phạt nặng bóng đá Việt Nam nếu vì Văn Hậu mà phá luật? Lãnh đạo VFF một lần nữa lên tiếng về khả năng Đoàn Văn Hậu được đăng ký thi đấu ở lượt đi của V-League 2020 trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội. Câu chuyện đang được chú ý của bóng đá Việt Nam vì việc này vướng luật chuyển nhượng của FIFA. Thưa quý vị và các bạn, mới đây giải vô địch quốc gia Hà Lan chính thức bị hủy bỏ. Dù có đến 9 vòng đấu nữa mới kết thúc do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên chính phủ đã buộc ban hành các lệnh cấm giải thể thao diễn ra trước thời điểm ngày 1 tháng 9. Mùa giải 2020 ở Hà Lan kết thúc sớm hơn dự kiến, đồng nghĩa với việc là Đoàn Văn Hậu hết hy vọng ra sân ở giải đấu hàng đầu xứ sở hoa tulip. Hậu vệ trái số 1 đội tuyển Việt Nam mới chỉ có đúng 4 phút được ra sân trong áo câu lạc bộ SC Heerenveen ở Cúp Quốc gia Hà Lan. Ngoài ra, hậu vệ trưởng thành từ lò đào tạo câu lạc bộ Hà Nội cũng lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan khi giải vô địch quốc gia Hà Lan kết thúc đột ngột vì Covid-19.
Được biết là hợp đồng cho mượn Đoàn Văn Hậu giữa câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Heerenveen kết thúc vào cuối tháng 6 năm 2020. Trong trường hợp muốn ở lại thi đấu cho đội bóng Hà Lan, cầu thủ gốc Thái Bình phải chờ đến tháng 9 năm 2020 mới được ra sân. Còn nếu trở về câu lạc bộ Hà Nội, Đoàn Văn Hậu nhiều khả năng cũng không được thi đấu ở lượt đi V-League 2020 do thời hạn đăng ký cầu thủ nội đã kết thúc từ lâu, tức là ngày 22 tháng 2. Trước tình cảnh của Đoàn Văn Hậu, một số chuyên gia bóng đá đã gợi ý cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF để du di cho hậu vệ thuộc biên chế của Hà Nội có thể ra sân thi đấu ở lượt đi V-League 2020. Trao đổi với báo giới, một quan chức của VFF cho biết bóng đá Việt Nam khó có thể phá luật để cho Đoàn Văn Hậu ra sân ở lượt đi V-League 2020. Thời hạn đăng ký của cầu thủ thi đấu ở giải vô địch quốc gia, VFF và VPF buộc phải báo cáo với FIFA. Chúng ta phải tuân thủ theo luật chuyển nhượng của cầu thủ khi đã là thành viên chính thức của FIFA. Lãnh đạo VFF cho biết là Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhiều khả năng sẽ bị FIFA phạt nặng nếu xé rào để cho Văn Hậu thi đấu ở lượt đi V-League 2020. Ngoài ra, câu lạc bộ Hà Nội có thể vấp phải sự phản ứng từ các đội bóng khác ở V-League nếu quyết tâm vận động hành lang để cho Văn Hậu được đăng ký thi đấu ở lượt đi V-League năm nay. Chúng tôi lấy ví dụ như trường hợp của tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng ở mùa giải 2019. Trọng Hoàng đầu quân cho câu lạc bộ Viettel khi thời hạn đăng ký cầu thủ nội V-League 2019 đã được chốt, nên cầu thủ này buộc phải ngồi chơi xe nước đến hết lượt đi, dù ai cũng biết là Trọng Hoàng quan trọng như thế nào với đội tuyển Việt Nam, lãnh đạo VFF cho hay. Cũng liên quan đến bóng đá Việt Nam, VFF nhiều khả năng sẽ nhận được gói hỗ trợ từ FIFA như chúng tôi đã thông tin tới quý vị và các bạn ở những phần tin trước để giải quyết khó khăn về tài chính do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Bóng đá Thái Lan đồng đảnh, thầy Park vẫn đặt mục tiêu cao. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan, FAT là ông Somiot, sau khi lỡ lời cho biết là đội tuyển quốc gia có thể sẽ không tham dự AFF Cup 2020 do sân chơi Thái League bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đã sửa lại và đưa tuyển trẻ lên đá ở giải này. Lý do đầu tiên là chắc chắn Thái Lan không thể tập trung quân thiện chiến nhất vì AFF Cup không thuộc quyền tổ chức của FIFA. Nhưng cái chính, theo tiết lộ của ông Somiot, đó là tuyển Thái sẽ dốc sức cho vòng loại World Cup thứ 2 2022. Trong khi đó thì huấn luyện viên Park Hang-seo có nhiệm vụ nặng nề hơn khi phải bảo đảm mục tiêu là bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á, vừa phải đi tiếp ở vòng loại cuối cùng Cúp Thế Giới, đồng thời có một suất chơi vòng chung kết Asian Cup 2023. Cái khó của ông thầy người Hàn Quốc là thời điểm diễn ra hai giải đấu này rất gần nhau, có thể vào cuối năm nay hoặc kéo dài sang đầu năm sau. Sự quyết tâm của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cho cả hai đấu trường này là rất lớn, bởi chỉ tiêu của nó còn có tính quyết định đến khả năng bản hợp đồng của ông có kéo dài hay không. Việc đối thủ lớn này lưỡng lự giữa việc buông AFF Cup hay không thể cử đội hình mạnh nhất thì thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn phải tập trung cho mục tiêu của mình. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chưa từng vượt qua Thái Lan ở giải đấu chính thức, nhưng tại sân chơi King's Cup do Thái Lan tổ chức thì Việt Nam từng thắng chủ nhà Thái Lan. Còn tại hai lượt vòng loại World Cup 2022 thì chúng ta và Thái Lan có hai trận hòa. Tuy nhiên, ở hai giải đấu được quan tâm ở Đông Nam Á là AFF Cup và SEA Games thì bóng đá Việt Nam đều giành ngôi vô địch, dù AFF Cup chúng ta chưa gặp Thái Lan, còn SEA Games dành cho đội U22 thì hai đội đã hòa hai đều. Đội tuyển Thái Lan tại AFF Cup mạnh hay yếu là do người Thái tự quyết định. Nhưng dù họ xem thường giải này hay không, hay cử đội hình trẻ tham dự thì cũng không thể phủ nhận đây là giải đấu quan trọng nhất các cấp độ đội tuyển ở khu vực Đông Nam Á. Huấn luyện viên Park Hang-seo không quan tâm đến việc là Thái Lan đưa thành phần nào tham dự AFF Cup 2020 mà chủ yếu là chăm sóc cho sức mạnh của mình, bởi bóng đá Đông Nam Á không chỉ có Thái Lan là đáng gờm. Thêm ngôi sao Hoàng Gia Lai muốn nối gót Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường. Hậu vệ của Hoàng Gia Lai, Vũ Văn Thanh mới đây cho biết là muốn nối gót những đồng đội ở Hoàng Gia Lai xuất ngoại thi đấu. Đích đến mong muốn của cầu thủ này đó là Hàn Quốc hoặc Nhật Bản. Những đồng đội trưởng thành cùng Văn Thanh tại Hoàng Gia Lai là Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường đều từng xuất ngoại thi đấu ở giải Nhật Bản, Hàn Quốc. Thậm chí là Công Phượng còn được ăn tập trong môi trường bóng đá ở châu Âu trong màu áo câu lạc bộ Saint Jordan tại Bỉ. Ngoài ra thì thủ môn Đặng Văn Lâm cũng đang chơi bóng tại Thái Lan, còn Đoàn Văn Hậu được thử sức ở giải vô địch quốc gia Hà Lan. Mới đây, hậu vệ Vũ Văn Thanh cũng bày tỏ mong muốn được ra nước ngoài thi đấu. Anh thổ lộ: "Được thử sức ở nền bóng đá cao hơn V-League là rất tốt cho sự nghiệp phát triển của cá nhân tôi cũng như bóng đá Việt Nam. Trước đó, những người đi trước như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh từng xuất ngoại không thành công. Nhưng nếu được ra nước ngoài thi đấu
tôi cũng muốn thử sức ở những nền bóng đá phát triển. Nếu được chọn thì Nhật Bản và Hàn Quốc là hai nền bóng đá hàng đầu ở châu Á. Tôi muốn được thử sức tại đây. Ở vòng chung kết U23 châu Á 2020, Vũ Văn Thanh là một trong những nhân tố cực kỳ quan trọng trong đội hình của U23 Việt Nam. Thi đấu 6 trên 7 trận. Ở cuộc đọ sức với U23 Iraq, Văn Thanh là cầu thủ nổ phát súng đầu tiên cho U23 Việt Nam trong trận đấu ngày 20 tháng 1 năm 2018, giúp cho U23 Việt Nam có chiến thắng đầu tiên trên loạt sút luân lưu. Sau đó đến trận bán kết gặp U23 Qatar, Văn Thanh đã tạo ra một khoảnh khắc lịch sử với cú sút penalty quyết định đưa U23 Việt Nam vào trận chung kết. Hình ảnh hậu vệ sinh năm 1996 đứng khoanh tay ăn mừng đầy hào khí chắc chắn là không thể phai mờ trong tâm trí người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, ở mùa giải 2019, Văn Thanh thường xuyên vắng mặt trong các trận đấu của đội tuyển Việt Nam cũng như câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai vì chấn thương. Hiện tại, chấn thương của Văn Thanh đã hoàn toàn bình phục. Anh ra sân trong đội hình xuất phát ở cả hai trận đấu đã qua, góp công lớn giúp cho Hoàng Anh Gia Lai giành được 4 điểm đầu tiên tại V-League năm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin này của chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để đón nghe những tin tức bóng đá mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.